Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần, tối hôm nay thứ bảy mình sẽ niệm Phật một đêm. Đêm hôm nay niệm Phật để mình kết duyên với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Cộng thêm đó nữa là ngày mai là ngày giỗ của ông Thiện Chánh, là thân phụ của Giác Nhàn. Cho nên hôm nay lên đây để chia sẻ vài điều về pháp môn tịnh độ, cũng như là khích lệ đại chúng, cũng như là cảm ơn cái tấm lòng của quý thầy, quý chú, quý Phật tử đến niệm Phật, hồi hướng cho Hòa Thượng, kết duyên với Hòa Thượng, cũng như là hồi hướng cho thân phụ của Giác Nhàn và Di Đà Phật. Của ông Thiện Chánh, khi Giác Nhàn thỉnh cụ qua đây đó thì bị cái bệnh suy tỷ. Cái bệnh suy tỷ đó là do uống rượu nhiều. Vì uống rượu nhiều rồi cộng thêm đến nữa là ông cũng rất là hay buồn phiền. Khi mà mình buồn phiền thì nó sanh đủ chứng bệnh. Tất cả những chứng bệnh đều do cái tâm bực bội, tức tối, buồn phiền mà sanh ra. Thì qua đây tưởng là ông mất sớm thôi chứ không có nghĩ ông sống được 9 năm. Nhờ qua đây ông phát tâm cúng dường trai tăng, công nhận cái công đức cúng dường trai tăng thù thắng. Cộng thêm đó là ông niệm Phật rồi ông đi phóng sanh, cộng thêm với cái khí hậu ở trên này nó tốt, rồi cái đặc biệt là ông hay lội bộ với cái dốc, lội bộ lên xuống, lúc bắt đầu khỏe khỏe, chớm khỏe lại là bắt đầu ông đi bộ nhiều. Cộng lại nhiều thứ, nhất là cái công đức niệm Phật. Cho nên thành ra từ 73 đến 82 tuổi, kéo dài cái thọ mạng ra 9 năm. Thì lúc ông cụ đi thì rất là nhẹ nhàng, trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi. 10 giờ sáng Giác Nhàn giảng xong mà đúng ngay ngày Chủ nhật, ông lựa ngay ngày Chủ nhật ông đi. Vừa giảng xong cái rồi vô có cái mền khiêng cụ đi từ ở trong, trước là đây là cái nhà cấp 4, khiêng đi qua cái phòng hộ niệm, rồi để cho Phật tử ở bên ngoài niệm Phật với nhà hộ niệm suốt luôn đến 4 giờ chiều là chưa tan cái đạo tràng niệm Phật, là ông ra đi rồi, rất nhẹ nhàng, không qua đêm, không nằm qua đêm. Cho nên thành ra nếu mà mình đã lỡ tạo những nghiệp xấu ác, sát sanh, rồi tạo những cái nghiệp xấu ác mà ngay bây giờ bắt đầu mình chịu buông xuống những cái nghiệp xấu ác, nó không tạo những cái nghiệp mới xấu ác nữa. Chỗ này quan trọng, Ấn Tổ nó là mang nghiệp cũ vãng sanh. Mang nghiệp cũ vãng sanh. Trong nghiệp cũ đó nó có thiện nghiệp, nó có thiện nghiệp. Lẽ dĩ nhiên là cái ác nghiệp kiến hoặc tư hoặc, người vãng sanh chưa đoạn sạch, chỉ phục được nó thôi, mình vẫn mang đi được. Vẫn mang đi được, phục được nó thôi. Hòa Thượng Tịnh Không cũng hay nói, người tu tịnh độ có một cái thù thắng hơn những cái pháp môn khác, đó là chỉ phục được nó thôi, không đoạn sạch được. Mà mình có không đủ tư cách để đoạn sạch tham sân si mạn nghi. Nếu mình đoạn sạch tham sân si mạn nghi là kiến hoặc và tư hoặc,
thân kiến biên kiến nữa thì mình chứng A-la-hán mất. Khi mình phục phục tham sân si mạn nghi kiến hoặc tư hoặc rồi vô minh trần sa, rồi mình vào ở trong cái hoa sen đó, mình ở trong đó 10 kiếp, trong cái quá trình ở trong đó thì nó tiêu kiến hoặc tư hoặc, nó tiêu ở trong đó. Khi mình hoa sen nở ra thấy Phật ngộ vô sanh là hết sạch sành sanh, hết luôn. Vì vậy cho nên là ra bây giờ cái nghiệp mới mà cái nghiệp xấu ác á, đừng tạo nữa. Mà chỉ tạo cái nghiệp mới là cái tịnh nghiệp, cái thiện nghiệp, tạo nghiệp mới đó. Còn tạo nghiệp mới mà sân hận rồi tham lam trộm cắp tà dâm nói láo, rồi tạo nhiều 10 nghiệp ác á, mà nghiệp xấu ác á, đừng tạo nữa. Thế người niệm Phật mà mình xác định điều này là không tạo nghiệp mới xấu ác nữa, chỉ tạo nghiệp mới là thiện nghiệp, tịnh nghiệp á, thiện nghiệp bố thí cúng dường trai tăng á, rồi tạo giúp người nghèo vân vân, rồi mình tạo những cái tịnh nghiệp tụng kinh niệm Phật trì chú, rồi mình hồi hướng vãng sanh á, thì nếu mà mình tạo mà thiện nghiệp và tịnh nghiệp mà tạo nghiệp mới á thì được, mà tạo nghiệp mới xấu ác đừng có tạo nữa, thì người này có phần vãng sanh. Mình có một cái dở đó, mình niệm Phật không tới nơi tới chốn, đó là do một mặt thì niệm Phật mà một mặt thì mình lại tạo những nghiệp xấu ác, nghiệp mới xấu ác á. Cho nên cái nghiệp mới xấu ác nó lừng lẫy, nó mạnh quá, nó chiếm ưu thế quá, rồi cái công phu mình không cự lại được, mình không có chế phục được. Cho nên là ra lúc lâm chung á, nghiệp xấu ác á, tham sân si mạn nghi á, sát trộm dâm dối á, nó đoạt mất hết cái chánh niệm mình, nó đoạt mất cái tịnh nghiệp mình, nó đoạt mất cái sự vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang nói mà lúc lâm chung mà không có chánh niệm niệm Phật, không có tín nguyện, không có người trợ niệm, thì nghiệp nó đoạt mất đi chí hướng vãng sanh. Cái câu này hay, câu này quá hay. Miệng có niệm Phật đó, có người trợ niệm đó, nhưng mà bình thường cái tham sân si mạn nghi sát trộm dâm dối nó chiếm ưu thế, nó chiếm ưu thế nó quá là mãnh liệt đi. Cho nên theo cái đà đó, đến lúc lâm chung thọ mạng hết. Mà thường nhớ này thường mà tham sân si mạn nghi sát trộm dâm dối nó thường chế ngự thì cái người này chết sớm lắm. Nó tiêu hết cái thọ mạng, nó tiêu hết cái phước báu, cho nên người này chết rất sớm, chết trước tuổi thọ. Để ý đi. Mà nếu mà người này mà chế ngự được cái tham sân si sát trộm dâm dối mà họ thường niệm Phật á, thì người này tuổi thọ lại kéo dài. Để ý đi, có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng mà. Vậy bây giờ mình lựa chọn con đường gì đây? Lựa chọn cái gì? Lựa chọn niệm Phật tụng kinh trì chú để tâm mình an vui mát mẻ, để nó tăng trưởng cái công đức thiện nghiệp và tịnh nghiệp, để thọ mạng mình kéo dài, sống 70, 80, 90, 100, 112 tuổi như Ngài Hải Hiền mà không đau bệnh. Hay là hàng ngày cứ muốn khởi lên cái niệm mà sát trộm dâm dối, bực tức ganh tị, rồi cái miệng cứ nói sầm sàm trong đó, làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác kinh động, rồi để thọ mạng mình nó ngắn đi, rồi thân thể thì xấu xí mà phước báu thì nó kém giảm, ai cũng chê ruồng rẫy, chê trách hết. Muốn cái gì? Giờ muốn cái gì? Giác Ngàn cũng hay hỏi lại mình, mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Mình phải hỏi lại như vậy chứ. Chứ đâu mà tu hành cái kiểu gì đâu mà niệm Phật bao nhiêu năm không được vãng sanh, có ông đó ông hỏi ông tỏ. Con niệm Phật bao nhiêu năm nay, chục năm mà con không được vãng sanh, lý do gì? Tỏ nói nè, lắng nghe tỏ nói nè. Cái này là thường chúng tôi lấy lời tổ, chứ chúng tôi không có tự bịa và không có đi theo cái định kiến của mình đâu, nó sai nhá. Tỏ nói là ông chưa tha thiết muốn vãng sanh. Ông tạo cái nhân sanh tử ở đây mà ông chưa muốn liễu sanh thoát tử. Tạo nhân sinh tử là gì? Chọc ghẹo người khác nè, gây oán thù với người khác nè, nghĩ xấu người khác nè, rồi toàn bộ trong tâm cứ khởi lên tham sân si sát trộm dâm dối, rồi thích những cái chuyện gì ở phàm tục thế gian, rồi tạo nhân sinh tử ở cõi ta bà. Không muốn tạo cái nhân để liễu sanh thoát tử, cho nên thành ra ông cứ ở đây. Miệng ông có niệm Phật mà tâm ông thực sự chân thật niệm Phật chưa? Nếu mà tâm thực sự chân thật niệm Phật thì lúc nào họ cũng là niệm Phật hết. Tuy rằng miệng họ không niệm Phật, tâm họ không niệm Phật, nhưng mà từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành động họ y chang như Phật. Y chang như Phật là sao? Luôn luôn khởi lòng từ thương chúng sanh, luôn luôn giúp đỡ người khác,
thấy người khác sai cũng là đúng, thấy người khác sai cũng là đúng. Ghê chưa? Cái bài hát vừa rồi đúng không? Thấy mình đúng cũng là sai, cái ngã nó biến mất. Người này có cái chuyện gì rắc rối với họ không? Không, không có chuyện gì rắc rối với họ hết. Đi sâu vào cái công phu niệm Phật là phải như rứa đó, phải nghĩ như vậy đó. Bây giờ mình ngồi mình tính toán lại đi, ngồi tính toán lại đi. Tự hỏi bản thân mình muốn tạo cái nhân sinh tử ở cõi nào? Muốn hơn thua đúng sai, tiền bạc phải trái, tốt xấu tranh giành từng chút không? Một đồng tiền bỏ ra là tiếc đứt ruột đứt gan, không biết bố thí cúng dường, gom góp vô cho cố vô trong đó, quơ quét vô cho cố vô trong đó, tạo nhân sanh tử. Làm sao mà ông niệm Phật ông vãng sanh? Tài thì tiền bạc gom góp từng đồng từng cắt, không biết bố thí cúng dường, đi vay mượn người khác nữa. Rồi sắc là đấm đuối cái thân này, mỗi lần đi ra bên ngoài phải chải tóc, rồi vuốt tóc, phải đánh mô son má phấn, làm cái kiểu mình là đấm chìm cái thân này, tạo nhân sanh tử. Danh thì thích người khác khen, khen một cái nở cái mũi như cái cà chua á, rồi chê một cái mặt bì xì à. Danh ha, tài sắc danh thực là ăn ngon mới chịu. Bữa nào không có trái ớt chịu không nổi, phải ăn ngon mới chịu, phải có thịt, phải cá vô trong đó. Ngủ cũng ly bì, ngủ quá chừng, ngủ dục không bỏ thì tạo nhân sinh tử như vậy. Làm sao mà ông giảng sanh? Hay, cực kỳ hay, coi rõ lại đi. Cái điều này phải chiêm nghiệm thiệt sâu, bắt đầu nó mới thẩm thấu được. Họ nhắc nhở cho mình. Ông tạo nhân sanh tử, hàng ngày ông niệm Phật, mà ông không có tạo cái nhân liệu sanh thoát tử. Ông tạo nhân liệu sanh thoát tử là hàng ngày ông niệm Phật, là ông phải biết phát tâm bố thí cúng dường thương người, giúp đỡ mọi người. Ai người ta có buồn phiền não, người ta chửi mình, người ta hành hạ mình biết là họ tạo cái nhân sanh tử, mình thương họ. Họ chửi mình chửi lại thì hai người giống nhau. Đúng không? Cho nên mình tu nó có bị trục trặc ở trong đó, chứ không phải cái pháp môn của Phật nó trục trặc, nó trở ngại. Nó có vấn đề, mình có vấn đề. Có kỹ lại đi. Đúng không? Người ta niệm Phật 3 năm là người ta vãng sanh rồi, đâu mà tốn gạo tốn cơm dữ vậy nè. Thứ nhất là không tạo cái nhân liễu sanh thoát tử, mà niệm Phật lại tạo cái nhân sanh tử. Thì niệm Phật là nhân, nhưng mà đọa lạc là quả. Chết chưa? Niệm Phật là nhân, đáng lẽ là quả là phải vãng sanh chứ. Nhưng mà mình tu cái hình thức là niệm Phật là nhân, nhưng mà cái tâm linh của mình là đang bị sanh tử chối buộc. Thì niệm Phật là nhân có, nhưng mà là cái quả đó lại đọa lạc. Chết chưa? Nguy hiểm vô cùng. Cuối cùng là người đó này lại khinh bỉ mà người ta lại mất tín tâm với pháp môn niệm Phật nữa chứ. Thấy không? Cái thứ nhất là không muốn liễu sanh thoát tử, không muốn tạo cái nhân để liễu sanh thoát tử. Cho nên thành ra tuy rằng có niệm Phật mà vẫn cứ sanh tử, vẫn cứ khổ đau. Đâu phải mình làm không được đâu, được chứ. Không buồn, không giận, không mừng khi niệm Phật, mình biết nó, mình có thể là phục nó được chứ sao lại không được. Sao lại không được? Rồi, cái vấn đề thứ nhất đó nha, cái vấn đề thứ nhất đó, vấn đề thứ hai nè. Thứ nhất là không muốn liễu sanh thoát tử, niệm Phật mà không tạo cái nhân liễu sanh thoát tử mà tạo cái nhân sanh tử. Vấn đề thứ hai nè là không nghĩ mình sắp chết. Cái chỗ này nó mới là cái hay nữa. Ở đây có ai nghĩ mình sắp chết không? Mà không nghĩ thì nó cũng sẽ chết trong nay mai, hoặc 1-2 năm, 5-7 năm. Ở trong này bản thân giác nhàn và các thầy và mọi người không biết khi nào mình chết. Chưa có túc mạng thông, chưa có tha tâm thông, chưa biết khi nào mình chết. Thì Tổ Ấn Quang nói là, tôi nói là ngày hôm nay là ngày cuối, 30 tháng chạp, chưa biết ngày nào chết. Mà cái người mà chưa biết ngày nào chết không phải là họ bi quan, họ yếm thế, là họ buồn bã, họ bất an. Những cái người không biết tu á, mà bác sĩ nói 3 tháng, 1 tháng ung thư giai đoạn cuối thì họ đau khổ, họ buồn bã, họ coi như là tinh thần họ xuống, thì người này bỏ quan bên rồi, không nói đến cái chuyện chết của Tổ Ấn Quang. Mà cái người mà họ thấy rằng là họ chuẩn bị chết á, thì họ phải tranh thủ để cho họ chết một cách cho nó đàng hoàng, tươm tất, và biết ngày về chết, hoặc giả chết một cách an nhiên tự tại.
đúng không? Điều thứ hai là không thấy mình sắp sửa chết, dán cái chữ tử trên trán phủ xuống đầu mày. Nếu thực sự mà chịu nghĩ được điều này thì người này không tinh tấn là chuyện lạ, chuyện lạ. Chỉ trường hợp không nghĩ đến cái chuyện họ chết đó, ở trong này có ai nghĩ đến mình chuẩn bị chết không? Hằng ngày sáng mở mắt ra rồi cái bắt đầu nghĩ chuyện này chuyện nọ, đi làm ăn dễ, dĩ nhiên cuộc sống là phải có chuyện đó rồi đó, phải đi làm ăn. Nhưng mà nó chết không? Có chết không? Có. Nó có chết mà sao lại không nghĩ nó sẽ chết? Thí dụ mình không chết luôn đi, mình là bất tử luôn đi, sống mấy chục nghìn tuổi sống hoài không chết, thì chuyện mình không nghĩ chết là chuyện bình thường rồi. Thôi không thèm nghĩ nữa, có chết đâu nghĩ. Nhưng mà cái này sẽ chết, sẽ chết. Đứa nhỏ trong thai nó cũng sẽ chết ở trong thai đó, mới sanh ra nó cũng sẽ chết. Đến bây giờ tuổi mình như vậy thì quá may mắn rồi. Đời trước có gieo một cái nhân, đó là thọ mạng, cho nên đời này sống đến tuổi này. Cho đúng ra cái nhân mà mình phóng sanh, cái nhân mình ăn chay, mình khuyên người khác tu hành đó, để thọ mạng kéo dài đến bây giờ, là trong đời này mình không đủ đó, không đủ vốn cho đời này đó. Coi lại đi, làm phóng sanh được bao nhiêu, bỏ lên cái cán cân ăn thịt thử bao nhiêu, uống rượu thử bao nhiêu, làm người khác đau khổ, buồn phiền, không ăn không ngủ được bao nhiêu, chọc ghẹo người khác, làm người khác bất an bao nhiêu, rồi làm cho những người khác an vui được bao nhiêu, phóng sanh được bao nhiêu, ăn chay được bao nhiêu. Coi lại đứa coi. Thì cái nhân để đời này kéo dài thọ mạng đến hôm nay là chưa đủ đó, là nhờ cái nhân đời trước nó mới sanh ra cái quả sống đến ngày hôm nay đó. Dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Hiểu thì dễ, nhưng mà chút nữa quên cho coi, quên cho coi. Con người mình nó chứa ba cái gì ở trong đó, đó. Nó chứa cái buồn phiền giận hờn, chứa cái hơn thua được mất, nó chứa ba cái rác rến ở trong đó. Cho nên thành ra người ta nói những cái điều mà thánh hiền cái nó đâu có nhớ đâu. Thấy không? Cái cách của tổ sư Ấn Quang là dạy mình như vậy, để cho nó gột rửa cái phiền não, cái ngã mạn mình đi. Điều thứ hai là không nghĩ mình sắp chết, không nghĩ mình sắp chết. Mà cái người mình họ nghĩ họ sắp chết rồi, họ lo họ niệm Phật, họ tích đức, họ tu thiện, họ làm phước thì họ lại sống lâu. Mà cái người mà không nghĩ chết thì họ làm những cái điều xấu ác rồi, họ sẽ buông luôn buông tuồng, họ ăn họ ngủ, họ làm những cái chuyện mà coi như rằng là trái lương tâm đạo đức thì họ lại chết nhanh. Ây da, cái đạo lý này nó hay ta. Đạo lý này nó hay. Cái vấn đề thứ nhất là niệm Phật mà tạo cái nhân sanh tử, chứ không phải tạo cái nhân liễu sanh thất tử, cho nên người này không được vãng sanh. Người niệm Phật người ta phải tạo cái nhân liễu sanh thất tử, là họ phóng sanh nè, họ in đúc tượng Phật nè, họ khuyến khích người ta niệm Phật nè, rồi họ kinh sách họ khuyến khích người ta tu nè, rồi họ tìm mọi cách để họ làm sao dẫn dắt và bản thân họ về cực lạc, để họ tạo cái nhân liễu sanh thất tử, thì người này liễu sanh thất tử rất nhanh. Thứ hai nữa, họ coi cái thọ mạng này nó ngắn ngủi quá, và đời sống họ vô thường quá, cho nên thành ra họ tranh thủ từng giây từng phút để họ tu. Mà khi họ nghe người khác nhắc nhở là trong lòng họ hân hoan, họ phấn khởi, họ tu tập, là hai cái yếu tố. Cho nên trong văn sao Ấn Tổ này nói là để cho mình vãng sanh, rất hay. Vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba nè, là cái cách dụng công của mình không có đúng cách dụng công. Ví dụ như là giờ, ví dụ cái chuyện này để quý vị dễ hiểu nè, giờ lắng nghe nè. Ở ngoài đời, tuy rằng một cái ngành nghề của thế gian thôi, có người học bác sĩ, cái anh chàng đó học bác sĩ được, mà cái người khác vô học bác sĩ không được. Cái trình độ, cái căn cơ và cái nhận thức cũng như là cái phước báu không đủ để làm bác sĩ. Thôi chuyển qua làm cái nghề ở bên ngành nghề gọi là xây dựng, kỹ sư xây dựng. Cái anh chàng đó làm kỹ sư xây dựng được, nhưng mà cái anh chàng khác vô làm kỹ sư không được, không đủ cái phước duyên và cái mạng họ làm không được, họ phải chuyển qua cái nghề khác, đúng không? Ở nghề thầy giáo rồi vân vân, bao nhiêu cái nghề nghiệp ở thế gian, mỗi người có mỗi cái khả năng của họ để mà họ làm cái ngành nghề đó. Thì trong cái chuyện tu hành nó cũng có cái chỗ này, vì mỗi căn cơ khác nhau cho nên Phật ra đưa ra nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng mà riêng cái pháp môn tịnh độ đó thì căn cơ nào cũng dùng được hết. Nó có cái hay chỗ đó. Ví dụ như thiền là phải căn cơ rất là sâu dày, thượng căn thượng trí. Mật tông cũng vậy, học giáo cũng vậy. Nhưng mà riêng tịnh độ thì thượng vàng hạ cám, căn cơ nào cũng làm được hết. Nhưng riêng tổ sư Ấn Quang nói là nếu mà tu tịnh độ thì phải có trợ hạnh. Có những người họ chỉ có niệm bốn chữ A Di Đà Phật, họ đủ lòng thành kính, họ đi vào nhất tâm và họ niệm
giữa tự Phật và tha Phật, họ niệm họ thành công được. Nhưng mà có những người cũng nghe cái vị đó nói như vậy nhưng mà họ vô không được, giống như bác sĩ vậy đó. Người đó thấy bác sĩ là tốt mà học vô không nổi. Riêng tịnh độ mình là Tổ Ấn Quang nói là nếu mà niệm Phật á, mà không có trợ hạnh mà niệm Quan Âm trì đại bi mà tụng thêm kinh á, làm tất cả hành lành phóng sanh in kinh á, thì người này thực sự không thể đi vào tịnh độ được, với điều kiện phải là thượng căn thượng trí, họ có phước đức sẵn. Còn nếu mà mình chỉ niệm Phật không á, dĩ nhiên công đức niệm Phật là đủ để đưa mình về cái Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái thiện căn mình không đủ sức để mà vào. Cho nên ngài nói mới gọi là viên tu hay gọi là kim tu, chứ không phải tạp nha, không phải tạp, kim tu và viên tu. Thêm cái chuyện đó là niệm Quan Âm, nói chỗ này mới hay, ngài nói chỗ này mới hay này. Phật A Di Đà cũng cần phải có Bồ Tát Quan Âm để phò tá Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Còn bọn phàm phu mình mà thượng cầu hạ hóa, thượng cầu là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hạ hóa chúng sanh á, là bản thân mình cũng như giúp đỡ cho mọi người, mà không có niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì trắc trở lắm, chướng ngại lắm. Không phải là Phật Di Đà không đủ, cái công đức niệm Phật không đủ, nhưng mà cái thiện căn mình không đủ để đi vào cái pháp môn để mà mình dụng công. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Rất nhiều người niệm Phật thời gian bắt đầu chán bỏ. Người mình là thối chuyển hay chán mà, niệm sao mà thấy cứ bệnh hoạn hoài, niệm sao mà gia đình cứ rắc rối, niệm sao mà phiền não nó cứ chế ngự hoài, là không biết cái cách dụng công, chứ không phải là do danh hiệu Phật, rồi cuối cùng chán. Vậy mà niệm Quan Âm Bồ Tát nó sẽ vượt qua những cái chướng ngại đó nhanh, để cho tính tâm thiện căn mình tăng trưởng, bắt đầu mình đi vô công đức niệm Phật. Nó hay cái chỗ này. Mấy hôm nay chúng tôi chiêm nghiệm cái chỗ này Vì vậy cho nên thành ra cái vấn đề mình không được vãng sanh là có những cái vấn đề là mình dụng công nó bị sai, không biết cái căn cơ của mình. Nếu mình là thượng căn thượng trí như Hòa Thượng Tịnh Không, như ngài Hải Hiền, một số các vị tổ thì ngài niệm sao cũng trúng, bốn chữ cũng trúng mà sáu chữ cũng trúng, bởi vì ngài đủ cái lòng tin rồi, lòng tôn kính ngài đủ rồi, cho nên ngài niệm sao nó cũng trúng hết cả. Còn riêng đối với mình á, thì Ấn Tổ phải nói có hai chữ Nam Mô, niệm ra tiếng đó, rồi niệm trong tâm thì bốn chữ, nhắc hoài để nhớ ngàn, làm thử đi, rồi hộ niệm thì bốn chữ, cộng thêm đó là niệm thêm Quan Âm Bồ Tát. Có cái ông đó, ông quá đau khổ, bị cái tâm ái dục nó hành hạ, bị cái tâm tham lam sân hận, đau khổ bệnh tật triền miên. Ấn Tổ nói sáng ông tụng kinh A Di Đà một biến, xong rồi ông niệm Phật bao nhiêu đó câu, ông lạy Phật bao nhiêu đó lạy, thì ông niệm Quan Âm bao nhiêu đó câu, lạy Quan Âm bao nhiêu đó lạy. Rồi ông trì thần chú đại bi 25 biến hoặc 50 biến vào buổi tối, suốt ngày ông niệm Quan Âm đi, ông đừng có bỏ Di Đà sáng tối, nhưng mà suốt ngày ông niệm Quan Âm đi thì nó vượt qua nhanh hơn. Người ta ra biển, người ta ra ngoài biển khơi đi vượt biên mà không có biết tu hành cái gì vẫn ăn mặn, mà thấy sóng biển trào dâng lên chuẩn bị nhận chìm cái thuyền là người ta niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, không bao nhiêu câu là Quan Âm xuất hiện và rước người ta qua khỏi cái khổ nạn liền, do cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà. Cho nên Ấn Tổ nói là ngày cứu cho mình nguy cấp là cấp kỳ nhanh, gặp chướng nạn niệm Quan Âm là đỡ tốn tâm sức nhất. Còn nếu mà mình niệm Phật mà nó an vui á, mình niệm Phật mà nó thành phiến, nó thành khối á, mà nó an vui được á, mình cứ việc mình niệm Phật mà thấy nó không ổn là mình công phu nó không vô. Không vô nghĩa là mình niệm Phật nó không an lạc, mà nó cứ chướng ngại, mà nó cứ đòi bỏ, nó buồn phiền đủ kiểu, thì khi mà chuyển qua Quan Âm cái nó im vậy coi. Bởi vì cái sức gia trì của Bồ Tát Quan Âm nó cấp kỳ, nó nhanh. Nó không biết sao mà cái pháp nó như rứa. Tu như vậy, rồi hành trì như vậy là nó được như vậy. Cho nên lúc trước chúng tôi chưa gặp Hòa Thượng Tịnh Không là chúng tôi niệm Quan Âm rất là nhiều, nhưng mình niệm trong tâm mình thôi, mà niệm tốc độ nó hơi nhanh. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, mình nghe cái tiếng trong tâm mình niệm, chứ không biết cách mà Ấn Tổ chỉ cho mình niệm thầm, nhếch môi ra hơi, hoặc là niệm trong tâm, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc là niệm lớn tiếng. Mình không có biết bốn cách niệm đó, cho nên niệm trong tâm cực kỳ khó giữ. Thời gian xong nó mất, nó mất, không giữ được. Xong rồi bắt đầu gặp Hòa Thượng Tịnh Không là chuyên nhất A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà gặp Ấn Tổ rồi thì không còn phải chê đâu nữa hết. Hài hòa yển chuyển, lúc 6 chữ, cái lúc 4 chữ niệm thêm Quan Âm trì đại bi nữa, cái nó yên, nó ngộ. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi lên để chia sẻ cho quý vị, để quý vị có tính tâm mình niệm Phật, để mình liễu sanh thoát tử nha.
Với hai nữa, cái chỗ này quan trọng này. Cái người niệm Phật á, xem Phật là Phật, là cốt, là Phật xi măng, là Phật giấy, là Phật nhựa, không thấy như Phật thiệt. Cho nên thành ra cái lòng tôn kính mình nó chưa đủ. Khi lễ Phật, niệm Phật là thấy Phật như đang hiện diện. Cho nên thành ra văn sao Ấn Tổ nói là Phật thấy tất cả chúng sanh là Phật, mà chúng sanh thấy Phật là chúng sanh. Cho nên chúng sanh khó thành Phật là cái chỗ này, khó vãng sanh là cái chỗ này. Lòng tôn kính mình nó không đủ đó. Vì vậy cho nên thành ra mình Phật thấy tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, cho nên Phật độ chúng sanh không ngơi nghỉ, không biết mệt mỏi, không biết mệt mỏi. Còn chúng sanh thấy Phật là chúng sanh, cho nên thành ra cái lòng tôn kính nó không đủ. Cho nên mình nghĩ Phật đến cái chuyện bình thường lắm, đến không đến cũng không sao đâu, không có cầu mong tha thiết Phật đến đây để rước mình, đúng không? Coi lại đi, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có khi nào giống như là con nhớ mẹ không? Niệm Phật danh như con thơ gọi mẹ. Trời, ở trong thi kệ hay cực kỳ. Niệm Phật danh như con thơ gọi mẹ, cái danh từ ở trong thi kệ mấy anh em nghe lại đi, dân nhà nghe mười mấy lần càng nghe càng thấm, nó cô động và nó hay cực kỳ. Thường ở đây mà ở trong văn sao Ấn Tổ nói là ăn là phải đổi món, cơm phải có canh, vô rau dưa thức ăn nó không ngán. Ở đây sáng ra chạy bộ là nghe văn sao Bảo Thân Tiết Dục, rồi bắt đầu nghe văn sao, rồi thi kệ, đổi qua đổi lại, đổi tới đổi lui, mà nó nằm trong cái phạm vi của tịnh độ, nó không ngán. Trời, trong những cái lúc mình đi ngồi trên xe mà khoảng 1 tiếng 2 tiếng mà nghe thi kệ, bắt đầu khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng là bắt đầu nó thấm cái lời của tổ đi vào trong lòng của mình. Niệm cái pháp vô sanh để cầu cảnh giới vô sanh. Trời ơi, cái pháp vô sanh là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật á, khi mình niệm nó là nó không có chết, gọi là pháp vô sanh. Thọ mạng mình hết đó là chưa tắt thở là mình đã ra khỏi cái tâm thức, mình ra khỏi cái thân này rồi, để mình ngồi trên đài sen, gọi là pháp vô sanh. Niệm pháp vô sanh để cầu cảnh giới vô sanh. Những danh từ người nói nó tuyệt, nó tuyệt lắm, mà mình phải thích thú mình nghe rồi bắt đầu mình mới thấm ở trong đó. Chứ còn không mình làm chi chi á, làm cái chi chi á, làm cái chi chi á, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi bắt đầu kiếm chuyện, rồi là lo ba cái chuyện cơm áo gạo tiền, rồi tình tiền, rồi ba cái chuyện mà nó nói là nó tồi tệ ở cõi ta bà. Cho nên người ở cõi dục giới là họ lo cái chuyện ngũ dục, tài sắc danh thực thì không à. Họ lên sắc giới là bắt đầu là họ hết rồi, họ hết cái chuyện là cần tiền rồi, nghỉ ăn có ăn, nghỉ mặc có mặc, nghỉ nhà có nhà, nghỉ xe có xe. Thì những cảnh giới trời mà sắc giới vô sắc giới họ đâu cần tiền nữa đâu. Ở chỗ này Hòa Thượng Tịnh Công hôm bữa nói cái cảnh giới ngài vô rồi, ngài nói là ở cái cõi này, cái người mà còn ngũ dục tài sắc danh thực thì là họ cứ ở cõi này hoài, họ lên cõi sắc giới vô sắc giới, về cõi Phật là họ không cần nữa, có xài chơi à, họ không có đắm đuối. Mà nó lại nhiều, nó ngộ, nó lại nhiều. Còn mình đắm đuối, mình khởi niệm tham lên, nó là không có. Nó ngặt ngã, cuộc đời nó nghiệt ngã vậy à. Đó, như mấy thầy ở trong này nè, đâu cần gì nhiều đâu. Vậy mà y áo, quần áo, nhà, cửa rồi, đất đai rộng rãi, đầy đủ hết trơn, đâu có thiếu gì đâu. Còn cái là thiếu, cần cái là tâm bảo lo rồi. Vậy thì cái cơ hội mấy thầy giảng sanh rất nhanh. Mấy thầy đâu có cần lo cơm áo gạo tiền, tình tiền chó mèo vợ con gì đâu. Mấy thầy mấy chú đâu có lo gì đâu. Thì lý do gì chưa được giảng sanh? Do chưa tha thiết sanh tử. Chứ còn cái sự cuộc đời nó ràng buộc không có. Chưa tha thiết sanh tử. Cái câu này nó hay cực kỳ à. Sao mà cái đời này, sao mà cái đời này của mình nó thiếu phước bạc bẽo vậy? Đi đâu ai cũng khinh chê, khinh nhờ. Do mình hay khinh chê, bất kính người khác. Rồi sao mình có thiếu thốn vật chất vậy? Đời trước không bố thí, đời này không biết bố thí luôn. Đúng không? Mà đời này dầu cho mình tin tu hành, tinh tấn đi nữa mà không biết bố thí cúng dường, đời sau là đổi khác. Cho nên có một vị tỳ kheo, đời trước là không biết bố thí cúng dường, mà tu thiền định, tu rất tinh tấn. Đời sau chứng A-la-hán mà đi khất thực vẫn không có cơm. Vẫn không có cơm ăn. Hai anh em ruột á, mà người em lại bố thí cúng dường quá chừng luôn, làm phước rất nhiều nhưng mà lại phạm giới. Phạm giới cho nên thành ra đời sau á thì làm con voi.
Mà ông voi này làm voi cái nữa chứ. Lò mái lò cái là họ phạm giới, nhất là giới tà dâm, làm voi. Mà vua á, ông thấy con voi này tự nhiên ông thương, ông cho đeo lục lạc nè, ông cho đeo gấm nè, ông cho mặc áo gấm nè, rồi ông cho ăn và ông xây một cái nhà rất đẹp cho con voi ở trong đó để hưởng. Làm voi rồi mà vẫn được hưởng phước luôn, là do đời trước ông làm tỳ kheo mà ông bố thí cũng nhiều quá lớn mà ông phạm giới, cho nên không được thân làm người nữa, chỉ làm voi. Hiểu không? Còn ông tỳ kheo là người Anh á thì lại giữ giới tinh nghiêm mà lại tu hành tinh tấn, mà không biết bố thí cúng dường, không thích cái pháp bố thí cúng dường, cho nên đời sau lại làm A La Hán, chứng quả A La Hán nha. Chứng quả A La Hán nhưng mà lại đi khất thực không có cơm ăn. Kêu chưa? Cho nên thành ra là phước trí phải nhị nghiêm, người tu hành phải phước trí nhị nghiêm, phát tâm bố thí cúng dường làm phước. Nếu không có tiền bạc thì miệng mình cũng phải nói ra phước được, là nói lời tốt đẹp cho người ta vui vẻ, đúng không? Rồi thân của mình giúp đỡ được gì thì mình giúp đỡ. Hồi nãy lên đo may thêm mấy bộ đồ cho nó, thấy cái cô đó, mẹ của cô Nhã Uyên Anh Kinh, bà nhiệt tình, bà đo từng chút quần áo, rồi họ làm từng chút như vậy, họ tích phước, đâu có tiền đâu, họ bỏ ra công từng chút như vậy để mà họ làm, họ kiếm chút phước. Cho nên có nhiều người họ nói, con đâu có tiền của đâu mà con làm phước. Thì tổ ân quan nói, nè, ba nghiệp ông thanh tịnh rồi, ông làm cái gì cũng có phước. Tuy rằng không có tiền nhưng mà nó có phước trong đó đó. Còn ba nghiệp ông mà không thanh tịnh rồi đó nghe, mà ông bỏ tiền tài ra ông làm phước thì cũng coi chừng là phước đó là phước hữu lậu và nó không có đâu. Hay không? Vẫn là cái gốc mình có dụng công phu tu hành. Vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì thực sự chúng tôi nhân cái ngày giỗ của ông Thiện Chánh, trong lòng chúng tôi cũng lên vừa là chia sẻ mà vừa là cảm niệm cái công đức của quý vị niệm Phật trong một đêm nay. Với cái số lượng người như vậy là nó vừa vặn lắm, đi nó rất là thoải mái, tu nó thoải mái lắm. Vừa rồi cái tuần trước đó, Vu Lan quá chừng đông, không có chỗ để mà mình tu luôn. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc để mà mình tu hành liễu sanh thoát tử đó, thì hồi nãy giờ chúng tôi nói nó đủ rồi đó, nó đủ rồi đó. Còn cái cách dụng công của mình thì Tổ Ấn Quang nói là nghe cho rõ ràng. Mình niệm ra tiếng hoặc trong tâm mình nghe cho rõ ràng, Nam Mô A Di Đà Phật cho rõ ràng, cứ tha thiết mà niệm như vậy ha. Rồi nhớ cho rõ ràng, rồi nghe cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, niệm cho rõ ràng. Chỉ cần ba cái rõ ràng này thôi là được, là yên ổn. Thì thôi thì hôm nay đúng ra thì chiều hôm nay không có lên, vừa rồi đây quý thầy đi ra ngoài Đà Nẵng để cúng dường cái bộ luận tạng ở trong cái khu tâm linh Đà Sơn của hai vợ chồng Phật tử, vô đây có thỉnh quý thầy ra. Nhưng mà cuối cùng thì định là về sớm, nhưng mà tổ chức cho người ta tu một cái buổi chiều thứ năm, rồi về đến hôm nay sáng thứ sáu. Sáng thứ sáu hôm qua thì nó quá mệt, quá mệt. Cho nên có tuổi rồi, đi ra ngoài là nó lại mệt, quá mệt. Hứa với lòng là chắc không đi đâu nữa đâu, chỉ về cực lạc thôi, chứ không có muốn đi đâu nữa hết. Ở nhà đó công phu rồi niệm Phật, rồi thứ bảy mình khỏe lên, hướng dẫn đạo tràng tu tập như vậy yên ổn, rồi phát trực tiếp khắp nơi trên thế giới, rồi ai có nghe họ cùng nhau để họ tu tập. Buổi chiều mình lên mình chia sẻ một chút như vậy thôi, để cho đại chúng tinh tấn tu tập, không ạ? Bởi vì quý vị không có thời gian, quý vị đọc văn sao không có thời gian mình thâm nhập được cái lời của tổ, thì chúng tôi nói cho quý vị nghe để mà mình tu tập thôi, chứ không phải là cái buổi giảng gì cả. Buổi giảng là phải có pháp tòa đồ, Phật tử ngồi lên ghế đồ này nọ, mà chúng tôi hôm nay thôi, bữa nay chỉ chia sẻ Phật tử cái thời công phu buổi chiều như vậy nè, để cho mình tinh tấn mình tu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi đáng lẽ là không lên nó quá mệt, nhưng mà cái giỗ của ông Thiện Chánh, với hai nữa là buổi tối thứ bảy thì chúng tôi lên để mà khích lệ anh em đại chúng mình tu tập một đêm. Cái niệm Phật một đêm không phải là dễ đâu nghe. Cái cách niệm Phật mà không có thì thôi rồi. Có những chùa họ niệm Phật 45 phút là họ cho nghỉ rồi đó. 45 phút thôi, không thể nào hơn một tiếng. Không thể nào một tiếng nổi, họ kêu niệm thêm nữa chóng mặt đau đầu niệm nổi. Tụng kinh 15 phút với niệm Phật nửa tiếng nghỉ. Không niệm nổi. Mà thường quý vị biết, để ý nghe, khi mà niệm Phật nó hơi, mình đi kinh hành nó hơi mỏi một chút, mình lạy nó hơi mỏi một chút, nó hơi mệt một chút, buổi tối nó hơi buồn ngủ một chút, mà để ý cái tâm coi, nó rất là yên bình, nó rất là tĩnh lặng, nó rất là an vui.
Còn chúng tôi đi ra ngoài Đà Nẵng để tổ chức, thực ra ra cúng cái bộ luận tạng là chính, chứ không phải đi hướng dẫn khó tu tổ chức gì đâu. Mà thấy Phật tử họ tha thiết quá đi, cho nên mình niệm Phật với họ rồi mình nói năm điều ba chuyện vậy thôi, chứ không phải là tổ chức rồi những người họ nghe đây rồi bắt đầu họ mời đi nữa, không có đi nữa đâu, mất thời gian quá. Nhưng mà nó lại mệt nghe đó, thầy Minh đồ thầy Phổ mệt, mệt quá chừng mệt không ngộ. Bởi vì mình đi ra cái tâm mình nó phóng ra ngoài, nó mất hết năng lượng, nó bị vọng tưởng cho nên nó mệt cả thân lẫn tâm. Mà khi mình lễ Phật, mình niệm Phật, cái thân nó mệt một chút xíu không đáng kể đâu, nhưng mà là cái tâm nó không có mệt, nó an vui. Để ý đi, để ý lại coi, để ý lại đi. Ngồi trên xe từ Đà Lạt về tới Sài Gòn 5-6 tiếng, không chịu coi sách, cũng không có niệm Phật, ngồi ngủ lên ngủ xuống gà gật. Trời ơi, nó nhốt một chỗ, nó chịu không nổi, ngồi trên cái ghế cả thân lẫn tâm bực bội khó chịu. Vậy mà từ trên đây, từ đây mà xuống Sài Gòn mà chịu đọc sách thánh hiền, hoặc giả mình chịu niệm Phật, họ nghe niệm Phật cái tự nhiên cái tâm nó khác cho coi. Để ra trong phòng chúng tôi là luôn luôn là mở Quan Âm, niệm Phật, trì đại bi, vô cái là nghe cái tự nhiên mình nhớ lại liền, cái nhà nó ấm cúng. Cho nên nãy là chúng tôi nói với cô Diệu Hiền mà ở bên ngoài cái công ty, cái khu tâm linh Đà Sơn á, nói cái chùa của cô nó buồn lắm, nó quá rộng ở trên đó mà có một hai bà già, làm sao mà bà tu nổi, bà làm cho ấm cúng cái khu đó. Có cái nhà mà không có người thì khu đó làm sao ấm cúng được. Thì bây giờ cô lấy cái file của thầy Thiện với lại thầy Long tụng kinh nè, Phổ Môn, Di Đà, cô mở ra trong máy cô phát cùng hết, có cái âm thanh tự nhiên các vị đó họ nghe, họ tu theo, công đức cô rất là thù thắng. Rồi mở niệm Phật trì đại bi, nó mở suốt 24/24, tự nhiên là cái khu đó bắt đầu là nó thanh tịnh lên và nó ấm cúng lên và nó có sinh khí cho coi. Cô nghe cũng mừng quá, cô cảm ơn hoài. Có ông thầy đó, ông ở nhà ông hay mở kinh, rồi ông mở niệm Phật, cái cuối cùng ông đi nước ngoài 1-2 tuần cái là đệ tử quên mở, chim rồi nó bay đi đâu hết trơn, cây đồ bắt đầu là nó lụn tàn, nó héo hết trơn, nó không có sinh khí. Cái ông về ông mở lên cái tự nhiên cái là nó sinh khí lên liền. Nó lạ nghe, cái âm thanh niệm Phật trì chú cậu tụng kinh á, bất khả tư nghị. Đó giờ hai thầy, tuy rằng hai thầy chỉ tụng ở cho chùa mình nghe thôi nghe, mà Dân Nhàn phát minh đó là hai thầy đang ra tuốt cái chùa đó tụng ngày đêm không biết mệt. Cái công đức tụng kinh nó thù thắng, cái công đức của hai thầy nó có trong đó chứ. Có. Tuy rằng tụng một thời kinh ở đây đó, thâu lại thôi, mang ra ngoài đó cái là các vị ngoài đó họ tu theo á. Nó lạ vậy đó. Chứ bây giờ mình đi ra mình làm gì hướng dẫn cho nổi, cho nên nghĩ một chút xíu như vậy thôi là cũng có Phật lực gia trì mới nghĩ ra, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên mình tu là mình phải vừa tự lực mà cầu Phật lực gia trì nữa, chứ không phải là chỉ chầm ham A Di Đà Phật, đừng cho vọng tưởng nó khởi lên, mà đè không nổi đâu. Vọng tưởng nó sức mạnh nó hùng hậu, quá mạnh, quá mãnh liệt. Còn cái sức của mình niệm nó quá yếu, cũng như ăn cướp, ăn trộm và giặt nó, một cái đội ngũ nó quá lớn đi, mà mình đây là cái sức nhỏ nhoi làm sao chống lại. Phải cần có Phật lực nha, nhớ này cho, cần có Phật lực. Cho nên tổ ông Quang nói cái người mà tu tự lực là chỉ niệm A Di Đà Phật, không có lúc nào Nam Mô hết nha. Rồi lễ Phật cũng lớt lớt, rồi nguyện vãng sanh cũng tà lớt lớt, thì tự lực người này không bao giờ vãng sanh được. Ghê chưa, kẻ đứng ngoài cửa không vãng sanh được, phải niệm có Nam Mô, rồi thêm Quan Âm Bồ Tát, rồi thêm chú Đại Bi, rồi tụng kinh, rồi nguyện vãng sanh, rồi tha thiết lễ Phật nữa, thì người này giữa tự lực và kim tha lực Phật lực, thì hai cái lực này nó mới có thể giúp mình liễu sanh thoát tử được. Nhớ cái chỗ này, nhớ chỗ này. Khi mình công phu là mình niệm một danh hiệu Phật, mình thấy có Phật lực gia trì mình rõ ràng. Nếu chưa có gia trì mình cũng phải nghĩ như vậy. Cái chỗ này là chỗ bí quyết của tổ sư Ấn Quang, chỗ bí quyết. 6:10 ngồi dưới đất hơi mỏi chân chút xíu, nhưng mà giờ xếp ghế ra, xếp ghế vô cái là nó lộn xộn rồi mất cái thời gian. Chút xíu nữa là sẽ xếp lại cho nó đều, đụng ra phía sau thưa ra để lễ Phật cho nó thoải mái một chút. Bây giờ tối nay tu đến 12 giờ là một ca mình đi nghỉ, đừng có ráng sáng mai là oải liền. Còn ai mà có đủ sức khỏe họ thêm chút nữa cũng không sao, 1-2 tiếng hoặc họ thêm nữa thì cũng được. Mà người sức khỏe thấy không đủ là mình đi ngủ. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái ca đầu á, là đông, cực kỳ đông. Khoái tu ban đêm đến 12 giờ là đi ngủ, đông lắm. Còn cái ca từ 12 giờ đến 6 giờ sáng lại vắng, vắng lắm, ít lắm. Cho đến tối hôm nay thầy Thiện với thầy Long sẽ tụng Đại Bi 7 biến á. Vừa vô mình tụng 7 biến là tụng bằng miệng luôn, chứ không mở cái máy chúng tôi tụng nữa. Cái máy là thường phải 25-50 á, thì mình không tụng nổi phải mở máy. Thì tối hôm nay mấy thầy sẽ tụng bằng miệng thiệt luôn,
Giống như vừa rồi ra ngoài cái khu tâm linh đó, hai thầy tụng nóng nảy mà hai thầy tụng vẫn khỏe, rất nhanh, rất khỏe. Mà tụng bằng miệng tự nhiên cái âm thanh nó rất là uyển chuyển mà nó nghe nó hay lắm. Cực kỳ hay hơn là mấy. Hiểu không ạ? Đó là cái việc tụng kinh. Tụng chú đại bi xong mới tụng kinh, xong rồi bắt đầu mình cũng y theo cái chương trình là cứ niệm Phật một câu, trong máy một câu, mình một câu. Hôm nay không mưa mình đi giảng, đi kinh hành xa tuốt ra ngoài kia rất là thoải mái. Và mới vô cái sức mình còn á thì có thể mình đi 40 phút, 45 phút cũng được. Đi hơi lâu một chút, lại hơi lâu một chút. Lỡ mà trong này lại đi nó lỡ nhịp á, 40 phút bắt đầu họ vô á thì mình trong này mình hơi mỏi một chút nha. Mình lại 30 phút là mình quá sức rồi phải không? Hoặc có người lại 20 phút là hết sức. Bởi vì do hàng ngày này họ đang bị mệt, họ do công việc gì đó họ quá sức, thì quý vị cứ ngồi xuống, ngồi tại chỗ đó. Cái người họ ở trước, ở sau quý vị họ lại cũng không sao hết trơn. Bây giờ chúng tôi cho phép như vậy, mình đâu có thể mình ráng nổi. Như sáng hôm nay lại Phật 10 phút là coi như là thả rồi đó, không lại nổi nữa rồi đó. 10 phút là phải đi thôi, không lại nổi. Bởi vì mấy ngày hôm trước quá mệt ở ngoài Đà Nẵng, mà đi kinh hành thì nó lại khỏe. Từ 2 giờ rưỡi cũng thức dậy đúng giờ, rồi tu đến 5 giờ là mở mắt hết nổi rồi, quá mệt rồi. Bắt đầu đến khi niệm Quan Âm là nó quá mệt, cái đắp y luôn, lên giường nằm đắp mền luôn 20 phút hết nổi rồi, coi như là Phật thông cảm cho con, cho con hết xíu quách rồi đó, con thua rồi đó. Rồi đắp y luôn, đắp y nằm im đó, nằm mà chập cái nó ngủ ở nào mai luôn. Rồi nó ngủ 20 phút cái thức dậy, trời ơi, ra trì đại bi mà phải ráng. Thực sự nó ráng như vậy nó có cái thú vị của nó. Nó thú vị hơn ngủ nhiều, thú vị lắm. Ngủ vậy thôi chứ nói gì nữa phải không? Trời ơi, ngồi đại bi, trời ơi, nó rung rung như gần chết vậy trời. Rồi đứng dậy đi, đi vòng vòng đi phải dựa vách. Nhưng mà nó có cái thú của nó, nó có cái thú của nó. Cái thú đó là cái sức mạnh tinh tấn của mình, để lúc lâm chung mình bệnh mà đi không nổi, ngồi không được, nó nhớ lại cái trạng thái đó. Cái đó gọi là tinh tấn, cố gắng. Nó mệt một chút rồi nó cũng qua, mà nó đã đủ thời công phu. Nó đủ cũng không đủ, ngủ 20 phút là đủ vậy. Nhưng mà cũng còn đắp y chứ không đến nỗi xả y. Không phải chúng tôi khoe khoang, nhưng mà nói như vậy để huynh đệ biết, ông già 50 mấy tuổi rồi nè, còn phải như vậy. Còn mấy ông trẻ, mấy ông phải tính gì tính đi, mấy ông tính đi, đúng không? Tức là mình phải cố gắng. Rồi xong nó cũng qua thôi, đúng không? Qua thôi. Còn ngủ thì thôi nói gì nữa, ngủ thì thôi khỏi nói rồi. Phải ráng chứ. Nó buồn ngủ là phải đi, mà đi nó còn gà cà gọc. Đúng, cái ngủ này nó khó trị thiệt chứ, quá mệt. Thì mình phải yển chuyển, lại 10 phút là hết nổi rồi. Quan Âm lại không nổi luôn, nhưng mà nó kéo cũng được 2 tiếng rưỡi, cũng được. Đó. Cho nên thành ra sợ luôn rồi, không dám đi đâu nữa. Sợ rồi, không dám đi nữa. Rồi thôi, giờ đến giờ rồi đó, bắt đầu mình vào công phu. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc Máy Niệm Phật Đeo Cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393,
Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hòa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code: BFTVVNVX056. Account: no 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.